Ná ná mọi người, mình là Nga. Và đây là channel của mình. Vô mà. Vô. Nhưng mà lạc quá. Một cái to mà một cái bé. Mình vô nhưng mà không phải. Cái vali không như là gần 10 kg. Đây là Orphan này ạ. Orphan Tumi ạ. Có lẽ xinh này chứ. Sáng này xinh này, này mới ạ. Thì đây là của ông An. À, ông An được màu này xinh thế. Còn này màu mới nè. Anh làm anh được phát tiền. Em cứ đem ra đó lên hát thôi. Đây là em. Như ở bên trong nó còn một cái tấm để dự trữ nữa đúng không? Nó có hai miếng. Cô chợ nữa này 500 mấy. Đây là còn vẽ cả trần hoàng đến bao nhiêu chấm tròn như thế này. Kêu à? Đây là cái. Mình kêu ấy. Sao có cái cây này là cây gì ạ? Anh cho buồn cười này. Nấm à? Ông đây là hoa thật ạ? Can I join? Biết the bình an, can I join? Mới sắm máy ảnh à? Chúng mình lâu lắm không gặp nhau rồi đấy. Ừ. Sắm từ rất lâu rồi nhá, cả hai cái. Để chấm mình nhiều. Để chấm mình nhiều. Ở ngoài sân. Là view cũng có. Bơi cái gì? Bơi tắm. Thế á? Không nào có. Và view ra cái thác nước á. Đủ côn trùng mấy em. Mỗi rồi nè. Mùa này mưa thì em bị rớt lai cam á. Ừ. Em đi cùng bạn kỹ thuật đi tìm á. Ừ. Bước ngang rắn không ăn. Trời ơi. Em đứng tìm luôn. Chúa tể luôn. Em phải nhận một cà phê. Bước ngang luôn luôn à. Dạ. Cà phê anh để riêng, đá để riêng, sữa để riêng rồi. Sao sợ à? Run đi. Mình vừa ra đến đây
Mình vừa ra đây mình nghe câu hỏi là anh ơi cái đường này có đến một cây không, mình nhìn sang bên kia. Bao nhiêu? Nó hút xa khỏi tầm mắt. 80 rồi, 80, 90. Sang bên kia đây, từ đây sang bên kia đó. Một cây là một cây cọ. Ừ, đi đám cưới. À đi đám cưới à? Em tưởng đi xem Bạn cầm bóng đi. Phải cà cà trước, bọn con mẹ phải cà cà. Ủa xít lắm. Xong cà đi, xong cà xong rồi cong mông lên. Không, ngược lại. Vẫn như dòng ra một hơi lên tắm lên nhé. Dạ vâng. Ok trời ạ. Dạ. Khoe Samsung Zoom nào. À đây là chỗ mình vừa đi này. Mọi người thấy không? Căn nhà Robin từ trên nhà mình, và từ chỗ căn nhà Robin nhà mình nhìn ra cũng được. Ở nơi đâu đó. Không, bạn quá cứ bạn bạn ngồi đánh đi xong mình về mình ghép nhạc piano nhá. Em hát cho anh thử nhé. Ôi giời, BB Trần mà còn hát được thì là em là chứ là sau show đấy thu âm lại hết đúng không? Vì Pap View là khu nghỉ dưỡng dành cho cặp đôi nên là bọn em cũng bố trí rất là nhiều piano ở đây, ở các góc đều có piano để mọi người có bát, thể bát là dành tặng cho nhau những bản đàn là hát ạ. Dạ. Ở nơi đâu đó nhìn về quá khứ của hai ta em có tiếng. Đóng lại. Ôi hát nó bướm bay xung quanh người luôn này. Cái này phải cắm đỉnh. Không nhưng mà đúng là chỉ số thế là đẹp đấy ạ. Thế mày nó giỡn. Em ơi. Tạo dáng đi bạn. Mặt trời đang ở trên đỉnh đầu bạn. Ở nhà em đúng không? Vâng, nhà em. Mọi người đến chơi nhà em. Ok. Đây. Đây có vẻ sục ra tư duy với lại cầu tình yêu ấy ạ. Hoa em mới sáng dậy ra vườn nhặt cắm tạm. Cắm cho mọi người, chào đón mọi vâng, người. Chào đón mọi người đến chơi. Chào đón lại anh một bông hoa đây. Anh là hoa gì? Anh hoa màu gà. Anh là bông hoa đẹp nhất vườn. Bố anh là bông hoa đẹp nhất vườn không bố? Ok. Ok là sao mà anh? Cho anh giống hoa chuối phết. Cái view ra đây này. Chị bảo là đây có cầu tình yêu. Có cầu tiền không ạ? Cái gì? Cầu tiền ạ? Tình yêu đủ rồi bên cầu tiền. Chị nhé. Cái này mình xanh ra thì dễ đi anh ạ. Đi chuyển bằng mông. Hai ngôi nhà thì người ta cũng dạy cho những cái bài học đời sống rất là quý giá. Ví dụ như là muốn đi tiếp là phải lụt cúi. Đấy, phải biết. Trong này lên. Đi, đi cầm cho mình cái máy quay với. Trời ơi, đã quá. Trời ơi. Ôi, dưới này mát hơn hẳn em ạ. Ôi, mát lắm anh ơi. Wow. Mát lắm anh. Bên đây là gì lắm mà. Ồ, oh, phòng tắm. Ôi, thích thế. Ui, mát nhỉ. Ôi. Thích lắm anh. Ở đây là cặp đôi nhỉ. Cặp đôi đuổi nhau hết cái hành lang này. Hơi mệt đấy. Hơi mệt đấy. Xong rồi đi cho rồi. Nhưng mà hài say hay hả? Đúng nào để kể ra một cái video khác. Có một cái viên nào đấy đúng không? Ừ, có một cái viên rồi đấy. Làm chưa đi không nào? Ôi, nóng đấy. Nóng lại đấy. Trẻ thôi. Vâng. Ý, sao không mở được? À. Thì thật là họ
Ôi. Thực tế là nó vẫn hai căn này độc đáo nhưng mà đi xem đi. Ôi. Lên la quay thì căn này là được lấy cảm hứng từ câu chuyện của chàng quay và nắng lên la trong cổ tích Ả Rập để thiết kế ra ấy ạ. Còn đây thì là những cái ô tủ mà để lưu giữ kỷ niệm cho các cặp đôi khi đến tại Bắc Bill ấy ạ. Ở đây có mở được thật không ạ? Dạ có mở được ạ. Các khách của em thì có khách đến. Ôi cho mình như mấy cung ý. Ôi. Sau đó thì họ có thể quay lại. Ở đây thì sẽ là rượu ạ. Bình thường mà căn này mà không có khách thì các khách khác có thể vào đây ăn tối xong là xem phim ở đây luôn. Ôi. Mình mà muốn là dùng bữa ở trong này cũng được anh nha. Nhiều rượu nha. To nha. Cái này mà đào chỗ to thế. Như cái mê cung ấy. Ôi. Ôi. Nhiều phòng thế. Bất lơ quản gia phục viên bên phục vụ của Papil có thể là di chuyển bằng đường zip line đi qua đây và chuẩn bị bữa cho mình ở đây. Dạ. Đó thì các bạn sẽ di chuyển bằng đường tiện. Ôi. Rất là huyền bí. Căn này rồi. Rất nhiều là khách thích cái giường này. Khách thích cái phong cách này. Wow. Vui nhỉ. Và đây là chơi các cặp đôi sẽ chơi trốn tìm với nhau ấy ạ. Mình cảm nhận được luồng gió rất mạnh thổi thẳng vào mình và rất mát, đó chính là gió điều hòa. Bật lò sưởi đây này. Không thiếu chỗ để ngủ đâu ạ. Sức phát lại làm phòng người. Ôi con sương quê. Hết một ngày. Hết nửa ngày. Còn hai ngày nữa. Hai ngày rưỡi. Wow. Nóng không? Nóng hơn cả nước ngâm chân vào đấy.
có luôn anh nhé. Anh là đi không, hoặc là đối tượng vẫn bị bận. Chết đi đấy. Ok mình ra đó rồi. Xong 3 giờ vào Đà Nẵng ăn xong là 4 giờ phi một phát đến 5 giờ sáng ngày nào luôn. Ồ, lái một mình luôn. Bạn lật cái bát thì mình coi. Cũng ngon lắm. Gà chứ không có cua. Cua là ngay lõm lúc đầu mọi người đoán. Cua là anh Sơn đoán. Chứ cho một miếng vỏ cua. Ở đây là vui rồi. Sơn vào đây xe tiếng mắm này cho tôi. Ôi, lần đầu tiên được nhìn kỹ mình ăn cái gì. Không còn gì. Nhìn em mà. Không mà trong nhà mình sẽ nhiều hình lắm. Ngày mai là chiều về chụp trong nhà đúng không? Mình ăn canh cho bạn Thảo gì gà bắt mình ạ. Chuẩn đấy mà. Băng cái điều hòa. Cái gì? Băng cái điều hòa. 1, 2 trên lầu 1 cái nữa. 3 là 3. Trong nhà thì đi cũng có một cái nữa là 4. Thì phòng này đã 2 rồi mà. Ở lẹp cũng có. Trong phòng này nó đã 2 rồi. Trên này 1 cái. Trong nhà nó cũng phải 2. Không muốn á. Không muốn là mỗi là cái gì đấy. Nhiều bên lắm. Bạn ơi, cho mình xin một giai điệu đi để thử đánh nào. YouTube đi. YouTube cũng không lên này. Thôi em thử đi. Hay là tại vì hắn không nói được. Nếu anh đi à? À đấy, nếu anh đi là đẹp buồn biết mấy này đúng không? Người ta sẽ hát là và em muốn hết lên cho thỏa nỗi nhớ. À sẽ hát là và em muốn hết lên cho thỏa nỗi nhớ. Cho vơi đi những khát khao trong lòng. Cho dịu đi. Cho dịu đi tình yêu như cháy bồng. Đối với anh giờ này có những điều quan trọng hơn là việc về nhà đi ngủ. Thôi. Biết được về không? Có ạ. Trời. Đi ra rồi, đi ra rồi. Anh bảo ai và tắt đấy đi nhá. Đi về thôi. À, tí nữa có mọi người đến tắt mà. Có cái anh vừa đấy chắc quay lại. Mình bảo anh về rồi. À thế à? Vợ em hứa. Thank you.
hơi nước này nè. Được. Nước canh ấy. Đây rồi. Bà ấy ngủ dậy. Bà mang lại áo tôi nào. Pancake thấm mật ong rừng. Yêu. Trông như kiểu đại hội nào ấy. Bạn có đồ bơi không? Không bơi à? Bơi xong rồi lại phải ấy không? Tiếng nghe thì dì dào luôn đi. Vẽ tay đi bạn, ra vẽ tay, vẽ tay. Rồi, để thì chụp dọc. Hai thứ bảy à? Hay mai? Mai đúng không? Xin chào. Bơ cho cái bể đấy à? Wow. Bốn người vào đây quá tải. Tiểu lượng bắt đầu càng ngày càng đàn ông hơn rồi đấy. Cảm ơn tất cả mọi người. Nào, vào đây. Yo. Cái mặt của em. Yo. Cái tính của em xinh như thế. Cảm ơn nè. Rồi, yo. Yo, yo. Ừ, nhờ. Đúng rồi. Cái gì? Hào hào quên mất đấy là nếu mà phải ăn hết nhá. Cái này là đọt su á em su nè, này cải. Ừ.
đây có mồng tơi, có mồng tơi. Liên Quân à? Đấu trường chân lý ạ. Liên Quân là phải chơi liền tay. Nào, trong lúc đợi chơi chúng ta lại phải chia thôi. Yeah. Ngày xuân nay uống đi mới hát ra được nhiều. Phở bò hay phở gà? Phở bò ạ. Dạ. Phở bò. À em ơi. Dạ. Có sống cũng không được. À. Sao? Anh gọi là 10 lần mới bắt máy 1 lần nó. Đấy ạ. Chúng ta đang trên đường đi Tây Bắc. Ngồi sau là bị tung. Em tung lên. Mình đang ở đây hả anh? Đang ở đây. Cái đường mà sạt lở. Đây là mình vừa đi Đồng Văn đây, về tiếp này đúng không? Không, bản quan là nãy mình đi mà sạt lở đâu đây nè. Không, anh sạt lở là cái ở đây nè. Cái chỗ mình ở là Yên Định. Cái này. Tại đây là mình đi về đây nhưng mình lại phải đúng vòng như này về đây. Đúng